Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Mà vừa xong thì ngay từ đầu video anh em có thể thấy thì hiện tại em đang điều khiển trực tiếp qua một cái remote đấy, hay là nhiều anh em gọi là cái điều khiển đấy, điều khiển từ xa. Và em điều khiển trực tiếp bằng cái con giải mã mini ở đây, anh em thấy không ạ? Đấy, và con này thì rất là tiện lợi. Thì hôm vài bữa trước thì em cũng vừa lên cho anh em và các bác một cái video nói về ba cái chức năng của ba cái con DAC này. Đấy, một cái con, có một con thì chuyên giải mã bằng USB. Đấy, giải mã bằng laptop đấy, chuẩn là laptop. Và ngoài ra thì nó vẫn có cổng mặc định là cổng optical từ TV ra bình thường anh em nhé. Đấy, ngoài ra nó có thêm cả cổng USB. Đấy, cổng USB này là để anh em chơi bằng điện thoại, chơi bằng laptop đấy. Qua cổng USB này thì tí nữa em sẽ nói sâu hơn về cái con này. Đấy, đây là con này thì model sản phẩm của nó là DA500. Ngoài cái mẫu này ra thì còn cả mẫu Bluetooth. Đấy, anh em mà các bác nào thích Bluetooth, thích điều khiển không dây, anh em chơi bằng điện thoại ấy, thì anh em đặt con 609P này. Đấy, được chưa? Con này thì giá của nó là 750. Và hôm nay thì con này cũng không phải là nhân vật chính ngày hôm nay. Tuy là con này em bán rất là chạy nhưng mà con này cũng không phải nhân vật chính ngày hôm nay. Rồi tiếp theo đến là một con giải mã đặc, gọi là chỉ giải mã thông thường từ TV xuống thôi. Thì anh em chỉ cần sử dụng cái mẫu đầu DAC mini này thôi. Đấy, con này thì giá của nó là 350.000 đồng em nhé. Con này thì mặc định của nó là vào từ TV. Đấy, từ TV vào đây. Được chưa? Từ TV vào đây xong rồi chúng ta sẽ ra amply bằng cổng output này. Đấy, thì tất cả ba con mẫu này thì em của nó đều là hãng của Zenith hết anh em nhé. Đều là một hãng của Zenith hết. Nên là đừng anh em bảo là cái riêng cái hãng Zenith này thì nó đã quá nổi tiếng rồi. Nó có những phân khúc 2-3 triệu đồng. Hay là những mẫu phân khúc tầm trên dưới 3 triệu đồng cũng có, gần 4 triệu đồng cũng có, hay là có những mẫu lên tới 18 triệu đồng. Nên là anh em đừng thắc mắc tại sao là con này của nó giá chỉ có 350 thì giải mã cái gì anh em nhé. Thực chất con này nó là một con giải mã âm thanh, vì trong này nó có chip giải mã rồi, cái chip xử lý đấy, chip xử lý nhạc đấy. Đấy, nên là nó không cần thiết nó phải quá là cao siêu, không cần thiết. Như kiểu con này thì nó nhiều chức năng hơn này anh em này, nhiều con này này. Đấy, con này thì giá của nó là 350 em nhé. Model sản phẩm là HS202. Đấy, hay là những ví dụ như con này đây. Con này thì nó có thêm cả cái cổng tăng giảm volume, anh em thấy không ạ? Ngoài ra nó có cả bật tắt ở trên điều ở trên con DC này luôn. Đấy, bật tắt trên DC này luôn. Và con này có nhiều chức năng hơn, chức năng USB này, chức năng optical này, chức năng Coaxia này, và ngoài ra cái IR này là cái mắt thần anh em nhé. Đây là cái mắt thần nên là nhớ anh em đừng tưởng đây là cái nút. IR này nó là cái mắt thần để chúng ta điều khiển bằng cái điều khiển này này anh em này. Đấy. Ngoài ra con này có cả out bằng hai thiết bị. Anh em thể out được ra hai thiết bị cùng một lúc luôn cũng được. Đấy, out bằng RCA và out bằng AUX. Cái cổng này là cổng 3.5 này anh em này. Đấy. Đây, cái cổng out của nó đấy. Cái cổng in của nó đây. Cổng in của nó thì có cổng in bằng Coaxial, cổng in bằng optical hoặc là cổng quang học đấy. Ngoài ra cổng in bằng USB, cổng in ở đây chỉnh được cả bass anh em nhé, tăng giảm bass luôn. Thì tất cả các chức năng ở trên con này thì nó đều có nằm ở trên cái điều khiển rồi. Em thì thấy đây, trên điều khiển nó có giảm bass này, tăng bass này, nó có tăng volume, tăng giảm volume này, giảm volume, tăng volume này, có chức năng USB, có chức năng optical và chức năng Coaxial, chức năng tắt thiết bị. Đây, em thử tắt thiết bị cho anh em nhìn nhá. Đây, anh em thấy nó đang đèn đỏ đúng không ạ? Em tắt đi này, đồng nghĩa việc là đèn nó tự tắt luôn. Chúng ta bật lên này. Đấy, chức năng tắt tiếng này. À. Đấy, chức năng tắt tiếng này, tắt tiếng này. Đấy, đây em sẽ cho nhỏ volume đi nhá. Đấy, hoặc là ngồi xa anh em có thể giảm được tiếng thoải mái. Anh em thấy không ạ? Chúng ta có thể giữ luôn. Đấy, khi ngồi xa anh em ngồi sofa, anh em ngồi ghế, anh em sử dụng con này rất là ok. Đấy, mà giá của nó chưa tới 1 triệu đồng đâu anh em nhé. Giá của nó chính xác là 850.000 đồng một bộ này. Đấy, model sản phẩm là DA500. Đây, Make in Singapore luôn. DA500. Đấy, anh em chỉ Made in Singapore. Và sản xuất con này được sản xuất sang châu Âu rồi anh em nhé. Đấy, hàng Singapore quá là ok rồi. Đây, em sẽ tăng volume lên này. Đó. Rồi em sẽ tắt tiếng đi tạm đã để em nói đã. Rồi tiếp theo anh có thể thấy đây, tăng giảm bass.
Em sẽ tăng từ giảm bát cho anh em nhìn nhá. Cái giảm bát đi này, giảm bát đi trước này. Em nghe thấy không ạ? Hiện tại không có một tí bát nào luôn này. Đây. Đấy, rất là nhiều chép luôn. Đây tăng bát lên này. Đó, rất là nhiều bát rồi đúng không ạ? Đấy, em sẽ cho đấy, rồi em sẽ tăng cho nó vừa đủ thôi để chúng ta nghe thôi chứ không quá quá nhiều bát như vậy. Đấy. Đó, như này là vừa này. Đấy. Ngoài ra anh em nhé, ngoài ra chúng ta có thể tăng giảm trực tiếp ở trên con này luôn cũng được. Đấy. Nếu mà chẳng may cái điều khiển của anh em và các bác nó mà hết pin đi. Đấy, thì thực chất con này nếu mà anh em sử dụng cả năm trời nó mới hết pin cơ. Mà cái cục pin này nó là cục pin của cái đồng hồ đấy ạ. Anh em thì thay ở trực tiếp ở đây, rất là tiện lợi thôi. Đấy. Đấy, tăng giảm bát, à, tăng giảm volume này anh em này. Tăng giảm bát thì chúng ta sẽ nằm ở đằng sau. Đây. Đó. Đấy, cái con này thì có đúng một cái là em không thích thôi, là cái cổng output của nó ấy, nằm đằng trước anh em nhé. Đấy, chứ còn tất cả các chức năng của nó thì đều hoàn hảo, còn đều thích hết. Đấy, tất cả nó đều thích hết. Mỗi tội là tại sao nó không cho cái đường bát này nó ra đằng trước này. Đấy, thì em là xong rồi chúng ta nó cho cái đường out này ra đằng sau là quá đẹp luôn. Đấy, cái thiết kế này em không thích, có đúng một cái duy nhất là cái cổng output nó lại nằm đằng trước, nên là anh em thể nhìn nó hơi bị xấu một chút đúng không ạ? Nhưng mà thực chất con này rất là ok. Từ về giá thành cho đến cái chất lượng con này rất là ok. Đấy, đây. Đây, và bây giờ em sẽ test luôn cho anh em qua cái cổng USB nhá. Hiện tại thì em đang nghe trực tiếp bằng cái cổng optical, anh em thể thấy ở đây. Đấy, em thể nhìn. Hiện tại thì em đang cắm trực tiếp bằng cổng USB vào laptop. Đấy, đây, laptop đây này. Cổng optical từ TV ra. Đấy, hiện tại thì em đang test bằng hai cổng đấy cho anh em và các bác. Đây em sẽ test. Đây, bây giờ ấn vào USB này. Anh em sẽ chỉ chỉnh bát cho đỡ bị nặng. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào sản phẩm này nhiều hơn anh em nhé. Và sẽ đấy mới chỉ là những chức năng cơ bản thôi anh em nhé. Đấy, rồi chúng ta sẽ đi sâu vào hơn về cái con này. Ok. Bây giờ em sẽ đây, có thể thấy ở đây. Em có thể thấy ở đây trước mắt em và bác đây, thì đây là một bộ phụ kiện đầy đủ, gồm có một bộ DAC DA500 này, giá là 850 này. Đấy. Một dây USB này anh em này. Một dây USB này anh em này, anh em ạ. Một dây nguồn. Đấy, dây nguồn. Một củ adapter nguồn. Đấy. Một điều khiển. Và một dây quang học, không thể thiếu rồi, đúng không ạ? Khi anh em mua trọn bộ thế này thì hướng dẫn này anh em. Đây. Cổng USB này. Cái cổng USB này chúng ta cũng có thể sử dụng trên ô tô được anh em nhé. Gọi là con này khi anh em cắm cổng USB thì nó sẽ không cần nguồn nữa. Đây em thể thấy hiện tại thì em đang không cắm nguồn đúng không ạ? Hiện tại là em chưa cắm nguồn, em sẽ cắm trực tiếp vào laptop cho anh em nhìn. Đây. Đây. Đấy, thì có nghĩa là khi mà cắm trên này thì nó sẽ có nguồn ở trên laptop ra luôn. Đấy, rất là hay luôn đúng không ạ? Có nghĩa là con này có thể cấp nguồn qua đường USB được. Vậy là anh em cũng có thể chơi bằng ô tô được, anh em không phải lấy nguồn bất cứ ở đâu cả. Rất là hay, đúng không ạ? Đấy, thì khi anh em mặc bác đây, tiện em có nguồn đây, em phải ra đây là cái nút chuyển chế độ này em này. Đấy, em thấy không ạ? Đây, ở đây có nút chuyển chế độ này, nút tắt này. Tắt chúng ta phải giữ. Đấy, nút bật lên này. Bật cũng phải giữ này. Đấy, chuyển chế độ này. Có cyan này. USB này. Đấy, rất là hay luôn đúng không ạ? Bây giờ chỉ cần một cổng out ra thôi là chúng ta có thể nghe nhạc trực tiếp ở trên con
Đây, em sẽ rút trực tiếp con này ra. Đấy, cắm trực tiếp cổng out vào đây anh em nhé. Rồi. Em thấy không ạ? Đấy. Rất là dễ chơi luôn. Tăng giảm volume này. Đấy. Gọi là không cần cấp nguồn ngoài luôn. Tuy là bản hãng người ta đã rồi, em sẽ bỏ tạm ở đây đã. Tuy là bản hãng người ta có tặng anh em kèm theo một củ adapter và củ nguồn, nhưng mà khi anh em chơi bằng laptop thì chúng ta không cần nguồn nữa. Đấy. Ok, có một cách chơi nữa em giới thiệu luôn cho anh em và bác. Đấy, có một cách chơi nữa. Đây, anh em có thể thấy cái đầu cổng USB này đúng không ạ? Nhưng mà anh em và bác có một cái file nhạc nào ở trên điện thoại đi, anh em có thể sử dụng cho em hai cổng OTG này. Đây là cổng OTG anh em nhé, một cổng OTG cho Samsung và một cổng OTG cho iPhone. Đấy, đây, ví dụ anh em bác có một cái máy điện thoại iPhone thì này. Đây, anh em nhớ là hình quả táo anh em nhé. Anh em nhớ là hình quả táo là iPhone. Thì anh em sử dụng cho em bằng cái cổng OTG của iPhone. Cái củ là cái dây sợi này thì bên em đang bán đến mức giá là 180.000 đồng một sợi. Và anh em nhớ là cái cổng những con DAC có cái cổng USB này là nó sẽ hỗ trợ cao nhất. Được chưa? Nó sẽ hỗ trợ cao nhất về cái tần số lấy mẫu. Em nhớ là con này giải mã 24 bit và tần số lấy mẫu của nó là 192 kHz nhá. 192 kHz. À, đây là tần số lấy mẫu, và khi mà anh em chơi qua cái cổng USB này thì nó sẽ hỗ trợ cao nhất. Đấy, đây em sẽ cắm thử cho anh em nhìn. Đây, em thấy không ạ? Em sẽ chuyển sang chế độ USB đã. Rồi. Đấy. Rồi, hiện tại thì em đang tắt nhạc. Đây, em sẽ bật nhạc cho anh em. Này này. Đấy, đây. Thì đang nghe bằng điện thoại đấy anh em nhé. Đang nghe bằng điện thoại đấy ạ. Qua dây OTG này. OTG là của Zenith luôn. iPhone. Được chưa? Ok, tiếp theo đến là điện thoại Samsung em nhé. Đấy, xong phần điện thoại iPhone này. Điện thoại Samsung thì cũng tương tự như vậy. Đây, đây là cái dây Samsung đây anh em. Cái dây của iPhone thì có mức giá là 180.000 đồng cho một sợi này. Nên khi anh em mua kèm với cả DAC, còn anh em mua lẻ của nó là 220 cơ. Sợi OTG của iPhone này này. Còn sợi này của nó là 280.000 đồng cho một sợi. Đấy. Anh em mua kèm với cả DAC thì nó chỉ còn 250 thôi. Đấy, được chưa? Đây, em sẽ test thử cho anh em luôn nhé. Cũng tương tự như vậy, anh em cắm cho em bằng cái đường này. Đấy, đây là dây USB từ DAC ra này. Rồi, giữ nguyên như vậy anh em nhé. Đây, em sẽ bật một cái bài nhạc. Đấy, chưa? Bất cứ một bài nhạc gì anh em thích. Đấy, anh em nhớ là khi anh em cắm vào thì anh em to hết volume lên cho em nhé. Đây là cái volume ở đây này. Đấy, chúng ta sẽ tăng ở trên điện thoại lên nhé. Vì chúng ta sử dụng bằng điện thoại mà. Đó. Đấy. Khi mà chúng ta nghe qua điện thoại, nghe qua cổng USB ở trên điện thoại thì nó sẽ là hỗ trợ cao nhất anh em nhé. Đấy, anh em lưu ý cho em. Đấy. Đấy, gọi là ngoài chức năng anh em nghe bằng laptop ra.
Đấy, đây là máy tính này, anh em thể nghe bằng điện thoại, bằng iPhone, điện thoại Samsung đều được. Đấy, con này rất là ok, anh em có thể chỉnh bass, chỉnh chép, chỉnh bass, chỉnh volume trực tiếp ở trên con DC luôn. Đấy, và em xin báo giá lại luôn nhé. Mẫu đầu DA500 Make in Singapore có mức giá là 850.000 đồng cho một bộ, bảo hành cho anh em 1 năm lỗi 1 đổi mới hoàn toàn, giải mã 24 bit tần số lấy mẫu lên tới 192 cassette. Đấy, giá là 850.000. Tất cả phụ kiện linh kiện này thì em vừa nói rồi đấy. Đấy, gồm một dây quang, dây nguồn, củ nguồn và một dây USB. Giá đã bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán, được chưa ạ? Đấy, anh em ngoài ra anh em và các bác nào mà không thích cái chức năng này thì anh em cũng có thể sử dụng chức năng của con này. Đấy, anh em thể gì anh em thích Bluetooth anh em sẽ chơi con 609P này. Đấy, con này cũng made in Singapore, được chưa ạ? Đây, 609P. Đấy, và anh em và các bác nào không thích chức năng nào cả, anh em chỉ đơn giản là lấy giải mã tín hiệu từ TV ra thôi, thì anh em chơi con HS202 này, giá 350.000, được chưa ạ? Đấy, đây này, 750.000 này, 850.000 này và 350.000, ok chưa? Đấy, anh em nào còn thắc mắc hay là còn câu hỏi gì cứ liên hệ trực tiếp với em. Đây, có một cái nữa, anh em và các bác nào mà mua DAC thì anh em cũng có thể nhận được những cái ưu đãi của em nhé. Anh em thể mua dây AV với mức giá là 200.000 đồng. Dây AV này để chúng ta kết nối từ DAC xuống âm ly đấy ạ. Đây là dây AV của Nhật anh em nhé, dây AV bản kim cương của Nhật. Đây, anh em thấy đấy, bản Hitachi, dây AV của Hitachi. Đấy, giá là 200.000 đồng khi anh em mua kèm với cả DAC. Anh em mua lẻ giá vẫn là 250.000 anh em nhé. Nên là anh em, rất nhiều anh em đòi mua cái dây AV này mà anh em không mua kèm DAC với giá, không mua không kèm mua DAC thì sao mà em để cho anh em giá là 200 được, đúng không ạ? Như thế là làm khó bên em. Đấy, chị bên em chỉ hỗ trợ anh em và bác nào mua DAC mới được mua dây AV mới mức giá là 200.000 đồng thôi anh em nhé. Anh em thông cảm cho em về cái vấn đề này. Ok, tiếp theo đến là dây quang. Anh em và các bác nào muốn nâng cấp dây quang, đấy, anh em đang được tặng cái dây quang này đúng không ạ? Anh em muốn nâng cấp thêm lên cái dây quang của Hitachi này thì anh em thêm cho em 160.000 đồng. Đấy, dây quang của Hitachi giá là 185.000 đồng khi anh em mua lẻ, còn anh em mua kèm với DAC giá là 160.000, được chưa ạ? Đấy, mua kèm giá sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì em có cả dây quang của Zinet này, dây quang của Zinet cùng với bản hãng của cái hãng dây hãng DAC luôn. Đấy, một đầu vuông, một đầu thẳng. Đầu vuông này thì anh em cắm vào TV rất là tiện lợi. Như cái dây này thì có mức giá là 280.000 đồng. Đấy, khi anh em mua kèm với cả DAC, anh em mua lẻ giá của nó là 301 anh em nhé. Dây quang của Zinet dài 2m. Dây này thì dài 2m này. Như dây mặc định của nó thì có dài 1m thôi anh em nhé. Dây được tặng chỉ có dài 1m thôi. Còn dây khi anh em mua lẻ thì sẽ dài hơn. Dây này dài 2m và dây Hitachi là dài 1m rưỡi. Đấy, 1m rưỡi và 2m. Đấy, anh em nào còn thắc mắc hay là còn câu hỏi gì về con DA500 hay là con 609 hay là con HS thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio qua số điện thoại ở ngay trên màn hình nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em các bác đã quan tâm theo dõi.